Bạc hà nhiều quá. Mình định hái vô là nấu canh chua ăn, nhưng mà thôi thấy nhiều quá, thôi làm dưa ăn. Bây giờ đồ ăn cũng nhiều quá, có nhà mình cũng nấu đồ xào này nọ rồi, với lại mình cũng đang thèm ớt, ớt ngâm cho nó chua ngọt rồi mình ăn, nên sẵn mua cái ớt habanero vậy nè, rồi ngâm chung với lại bạc hà. Định làm dưa ăn ăn với thịt kho nhiều quá. Mai mốt nó ra ăn đợt nữa thì mình nấu canh chua ăn. Hôm bữa mình nấu canh chua rau nhút rồi nên hôm bữa ăn rồi, thôi giờ thèm món dưa thì mình mua ba trái habanero nè, với lại mấy nhánh bạc hà, giờ mình cắt mình lột da nó ra rồi mình làm sạch sẽ rồi, giờ mình làm dưa thôi. Chắc mọi người ai cũng biết cách làm dưa rồi nên mình cũng không có làm qua cái công đoạn đó. Bạc hà lột da cắt nhỏ nhỏ rồi habanero cắt miếng miếng vậy, lấy hột ra hết để nấu nước mắm với giấm rồi đó, theo cái vị của mình nếm theo cái vị của mình rồi mình trộn vô. Mà cái này nhiều quá, chắc mình kiếm cái hũ rồi mình bỏ nó vô, mình bỏ nó vô. Giờ mình trộn nha, mình sẽ rưới cái nước rồi mình trộn. Nhiều quá chắc mình trộn đi cho nó thấm, không có gì mình bỏ vô hũ để cho nó thấm một chút đi, để cho nó thấm rồi mình bỏ vô hũ. Nhìn ngon quá, bây giờ mình ăn cơm rồi mình không có ăn này, nhìn ngon quá. Nó có ớt này ăn luôn. Mình chuẩn bị cái hũ. Ớt này chắc mình ngâm về thôi chắc khoảng ngày 2 ngày gì nó mới thấm quá, tại thấy nó cứng quá, nó không có mềm. Ớt là nó cứng nó không có mềm, nó không phải loại mềm mềm như cái này, nó dễ thấm nước như thế này. Chắc cái ớt này chắc đã để mấy ngày mới ăn được. Nó thấm chút đi rồi mình nhắc mình bỏ hũ trộn. Lúc mình cắt cái miếng nó bự lắm mà coi, giờ nó xèo nhỏ xíu, cái miếng nhỏ xíu xèo, bóp bóp dắt nước ra, tại mình rửa nước á, mình bóp cho cái nước nó ra.
Để mình kiếm cái hũ mình bỏ vô. Ngon lành cành đào. Để kiếm cái hũ bỏ vô. Cái này mà ăn liền chắc không ngon nữa ha. Đây mình có cái hũ nè. Bỏ vô cái hũ. Rồi nó thấm rồi nó chảy nước. Cái này mình vừa ăn liền chắc không ngon nữa. Để thử một miếng coi. Thử một miếng coi nha. Ngon quá. Giòn rụm luôn. Ngon. Ngon cay. Có cái ớt này nó cay cay, nó không có cay lắm. Ngon quá. Giờ mình bỏ vô vô cái hũ nha. Bỏ vô cái hũ mình chắc bỏ vô cái nhiêu đây chắc không đủ. Bỏ thêm cái hũ nữa. Mình bỏ vô. Khi nào ăn thì biết bỏ dừa cái hũ này nè. Bỏ hết cái nước vô. Hy vọng cái hũ này vừa. Đổ hết nước vô cho nó thấm, cho nó ngon. Khi nào ăn thì mình gấp ra, gấp ra ăn dĩa để ăn với thịt kho, thịt kho ngon. Cái ớt được một hũ ha. Này có lý ạ. Thấm cái nước. Hy vọng là vừa một hũ. Đừng có đầy. Ui chà, hay quá, vừa luôn. Vừa một hũ luôn, hay quá. Ngon rồi nha. Ngon rồi nha. Đẹp luôn. Đó. Miếng lên. Ngon lành cành đào. Ngon quá. Vừa đủ, vừa một hũ luôn. Rồi này đem để tủ lạnh là ngon lành. Dạ còn miếng nè. Dừa luôn, hay quá là hay luôn. Đây, ngon lành. Ngon lành, được một hũ. Ngon lành. Giờ bỏ tủ lạnh. Ngon lành chưa? Xung quanh nè, đó. Quá là ngon luôn. Rồi, nấu nồi thịt kho là ngon lành, ăn đã luôn. Giờ rửa thôi. Tạm biệt mọi người. Ai mà ở nhà có trồng nhiều bà khá, ăn không hết đó, làm dưa ăn và đã luôn. Cứ làm dưa ăn. Ok, tạm biệt nha. Con hồng tỉ mũi ra đẹp quá. Mới bỏ bỏ đất tuần trước. Như đây nó mát mát, nó có cái lá này. Trời, cái lá khủng khiếp. Lá
bạc hà nó che nè, trời ơi nó chịu mát mát. Ôi, ra nụ ra bông đẹp quá trời. Ui, đẹp cực kỳ luôn. Lá bạc hà bự quá, đẹp quá, bông hồng đẹp dễ sợ luôn, bông hồng tí muội. Ui cha đẹp quá. Wow, nó chịu mát mát nên nó ra quá trời luôn nè. Bỏ thêm đất vô. Đây cũng trồng lâu mấy năm rồi. Nó bị ra nụ nữa nè. Bông hồng tí muội dán lá lên coi. Ra đọt mới chuẩn bị ra bông nữa đó. Trời thương quá. Đẹp quá. Cái bông này đẹp dễ sợ luôn. Đẹp quá đẹp luôn. Trời ơi, cây bạc hà nó quá trời quá đất rồi, nó nhảy cây quá trời quá đất luôn, cây bạc hà này. Mình giật gốc nó lên hết trơn rồi mà nó vẫn lên nữa, nó lên. Trời ơi, nó mạnh quá, chắc phải hái à. Ngày bữa hái giờ túm lại cũng thôi, nó bè ra, nó đâm vô mấy cái lá cây hư hết. Trời ơi, cây bạc hà quá trời luôn. Lá nó bự khủng khiếp luôn nè. Trời ơi, cái lá bằng sải tay của mình luôn. Đây là chắc mình phải hái vô thôi, nó chết rồi. Lá nó uổng, mình phải hái vô. Trời, cà hái rồi. Giờ chuẩn bị ra đợt mới nữa. Ôi à, ui chà chà, đây ra đợt mới nữa nè. Bên này mình hái hết rồi, mình hái mấy cái trái hủ qua vô rồi, chắc nó chuẩn bị nó ra trái mới nữa nè. Mình hái rồi thì nó có sức nó nuôi cái mới luôn. Mà kìa, thấy cái bông mồng cái ra trái là mất rồi ta. Chuẩn bị ra bông nữa. Ra kia thấy ra mất rồi. Đụng đó, đụng với cái lá hủ qua nó thơm. Với đụng tới cái cây cà nó cũng bốc cái mùi thơm cà ghê. Lụ kiển màu trắng. Ớt nè, ớt chim ăn nè. Rồi chuẩn bị ra trái quá trời nè. Ăn đến chút nè. Hái cái này. Rồi lá cẩm, quá cẩm quá trời. Lá cẩm ở bên kia bụi, đây bụi nữa. Cái này bị mấy con sâu hay con gì lên. Đây là cây sakuche mễ. Trồng hột lên được hai cây, cây này với cây bên kia. Bị mấy con sâu nào nó ăn à. Ăn lá bên cạnh. Sâu hay là con thấy nó có nhớt nhớt giống như con mấy con ốc sên vậy. Đó, chuẩn bị hái nha. Ở đằng kia còn bụi nữa nè. Con này trồng từ hộp lên nè. Này bữa đem bông về
cúng xong thấy nó cũng còn ok, cái bỏ nó lên cây lên bông quá chừng, nó hay bị sâu quá, nó hay bị mấy con nhện nhện nó xanh mấy cái con gì đen 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 này quá chừng luôn. Bữa mình xịt thuốc nó cũng chết. Đây đây bụi nữa nè, này ăn ói hàng luôn. Cái này cũng đang ra chuẩn bị ra nụ không biết bông gì nữa, đây ra nụ nó bông của nó nè. Đây là đây ba cẩm nè, một nồi luôn cho mọi bữa nào hái vô nấu nước nữa, bởi vì nấu sôi cắt nó để cho nó muốn nó nhảy nha. Mấy cái lá này nó già, cái củ này cũng ớt chim ăn nè, chín rồi trồng cho vui thôi. Giờ mình sẽ bón mấy cái rau quả rồi nè, bón xuống gốc cây là mình hái mình hái mình cắt cái bạc hà vô. Không thôi để lâu quá nó hư hết, lá nó muốn vàng nó hư hết rồi. Này mình trồng chút xíu vậy nó còn tan đẹp quá nè. Thấy thương quá, còn tan rủ xuống đây nè, bên đây dây nữa. Cái này Tết nó sẽ ra bông đẹp lắm, mấy cái cây sống đời con hay bị mấy con rầy nó chui vô này, nó làm cái lá quéo 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 nhỏ nhỏ luôn hết rồi. Đang trồng chậu đây có một dây nữa, thương cái thương là Suriname mà trồng hột nè, nhảy lên cây quá trời, dục hột nó lên quá trời nè. Cây này cây cây lý giống cây mận vậy đó. Ăn do mình hái vô coi nó héo là nó hết ngon. Thôi giờ mình dừng clip đây, bông đẹp quá. Cây này cây này ra bông cũng đẹp quá. Cây này chắc ở nhà cho quá, nhà ông anh đem qua cho. Đây cũng tự nhiên nó lên mà không thấy trái gì hết trơn á, mà chắc là cái trái cái dâu mà không thấy trái gì hết. Chờ dừng này đi. Đẹp quá, nhìn hoài muốn dừng mà không dừng, đẹp quá, đẹp thiệt đẹp. Màu tím nè, ở ngoài mình thấy nó màu tím nha, mà ở trên cái camera này mình thấy nó màu đỏ ha, là hai màu khác nhau rồi không, mỗi cái bông nó có cái màu khác nhau rồi ha. Cái này đầy đủ màu hết, con này phân nửa là anh này, phân nửa kia ha, đẹp ghê luôn á. Cây trên ngọn này nữa nè, đẹp dễ sợ luôn. À, mình dừng ở đây. Có cái gì mới mình sẽ quay rồi tiếp.